Toyota Fortuner, Legender, đó chính là những chiếc xe mà chúng tôi Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị trong khuôn khổ video ngày hôm nay. Đây là những chiếc xe sử dụng động cơ dầu, dung tích xi lanh là 2.4 lít, hệ dẫn động đó là một cầu, chiếc xe được sử dụng đó là hộp số tự động là 6 cấp, kết hợp với cả hai chế độ lái EcoBoost và PowerBoost, giúp cho quý anh chị hoàn toàn có thể tự tin để cầm lái, vượt qua rất nhiều cung đường với chiếc xe mà chúng tôi đang giới thiệu với quý anh chị trong khuôn khổ video ngày hôm nay. Điểm đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ với quý anh chị đó chính là những cái điểm giống nhau của hai chiếc xe này. Thứ nhất đó chính là năm sản xuất, đều là năm sản xuất năm 2021. Thứ hai về phiên bản, đây là những phiên bản Toyota Fortuner, phiên bản Legender. Và chúng ta có thể quan sát thấy những chiếc xe Toyota Legender được thiết kế với ngôn ngữ thiết kế đó chính là với hệ thống cản trước rồi cụm đèn pha, giúp chúng ta dễ dàng nhận ra sự hiện diện của những chiếc xe này trên đường so với cả những phiên bản Toyota Fortuner, phiên bản khác. Còn về tính năng an toàn, quan sát ở phần đầu xe thì cả hai chiếc xe thì các tính năng an toàn được trang bị vẫn là nguyên bản theo xe. Hệ thống cảm biến góc cam 360 độ. Tất cả những điều này sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy tự tin để cầm lái với những chiếc xe kích thước lớn của nhà Toyota, kể cả trong điều kiện đường xá là đông đúc và nhỏ hẹp như là ở Hà Nội. Còn với thế hệ là Toyota Stepvisen thì hai chiếc xe 2021 này đang là ở thế hệ thứ nhất. Có nghĩa là logo này chưa bao gồm hệ thống radar để giúp chúng ta có thể kích hoạt được các tính năng như là hệ thống cảnh báo va chạm giữa làn đường và cảnh báo là lệch làn trên những chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản Legender hiện tại, đúng không ạ? Và tiếp tục thì chúng ta có thể quan sát thấy đây là hai chiếc xe, tất cả các chi tiết và phần ngoại thất gần như vẫn đang còn là nguyên bản. Chỉ khác biệt đó chính là với chiếc xe mang biển tỉnh thì chiếc xe này thì đã được chủ cũ trang bị thêm và trang trí thêm một vài chi tiết ở phần hông xe, đó chính là tấm ốp sườn mạ chrome rồi là vè che mưa. Còn phim dán kính thì cả hai chiếc xe đều được trang bị. Tuy nhiên với tính năng an toàn của hai chiếc xe này ở trên gương thì chưa được trang bị, đó chính là hệ thống cảnh báo điểm mù và hệ thống la răng của hai chiếc xe này cũng đang là nguyên bản theo xe, cũng như là dàn lốp ở trên chiếc xe này cũng đều là hai dàn lốp là sử dụng nguyên bản theo xe. Chiếc xe đến từ Sài Gòn thì chiếc xe này thì đang lăn bánh được là 2,8 vạn, còn chiếc xe đến từ biển tỉnh thì đang lăn bánh được là 3,3 vạn. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng tới khu vực ở phía đằng sau xe của hai chiếc xe này. Với những chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản Legender thì ở phần đuôi xe chúng ta có thể nhìn thấy hai chiếc xe. Ở đây thì chiếc xe mang biển Sài Gòn và chiếc xe mang biển là tỉnh thì cả hai đều vẫn đang sử dụng các tính năng an toàn nguyên bản, đó chính là với 4 cảm biến phía đằng sau, rồi là camera báo lùi cam 360 độ giúp chúng ta có thể dễ dàng là lùi xe và một cách là hết sức tự tin dù là trong điều kiện là chật hẹp. Cốp sau được mở điều chỉnh điện. Như vậy là với tính năng là cốp mở điện rồi là tính năng đá cốp, đây là những tiện ích mà giúp cho những chiếc xe Toyota Fortuner trở nên là thú vị hơn và không còn nhàm chán với những chiếc xe Toyota là được thiết kế là ít option, đúng không? Và với chiếc xe mang biển tỉnh thì chủ cũng rất là cẩn thận khi mà đã được trang bị thêm là trải sàn Simili. Tuy nhiên khay để hành lý bằng nhựa cũng đã được trang bị giúp cho việc là chúng ta vệ sinh không gian khoang nội thất trở nên là dễ dàng hơn trong trường hợp không may bị dính bẩn. Và ốp cản sau cũng đã được trang bị giúp bảo vệ cho việc là chúng ta mang vác đồ lên xe, cũng đã được bảo vệ cái phần sơn nhựa ở phía cản sau này. Còn về gập ghế với những chiếc xe Toyota Fortuner thế hệ hiện tại thì đều là gập ghế một chạm và gập sang hai bên. Đây là kiểu gập ghế truyền thống. Và cái điểm định vị thì ở gần hơn với cả cản sau, giúp cho việc là định vị những chiếc ghế ở hàng ghế cuối cùng trở nên là dễ dàng hơn. Còn ở trên chiếc xe đến từ Sài Gòn thì tất cả các chi tiết mà chúng ta cũng quan sát ở đây vẫn còn là nguyên bản. Sàn vẫn là để sàn nỉ và chủ cũ trang bị thêm đó chính là cái lớp cao su, giúp cho việc chúng ta là trong trường hợp để đồ thì cũng có thể là dễ dàng vệ sinh. Còn tấm ốp cản sau thì chưa được trang bị. Đó chính là sự khác biệt của hai chiếc xe này khi được hai chủ cũ trang bị thêm là cái nội thất option ở phía bên trong. Còn về phía đuôi xe thì chiếc xe đến từ Sài Gòn các chi tiết vẫn còn là nguyên bản. Còn với chiếc xe đến từ biển tỉnh thì cũng đã được là trang trí thêm một chút, giúp cho hệ thống là đèn sau được đẹp mắt hơn với là đèn cảnh báo và có trồng chữ Fortuner. Đây chính là điểm mà để giúp cho quý anh chị có thể là nhận biết đến với showroom của Trung Thực Auto khi lựa chọn cho mình hai chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản Legender sản xuất năm 2021 đang có mặt tại showroom của Trung Thực Auto. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với không gian nội thất của chiếc xe mang biển tỉnh lăn bánh được là 3,3 vạn. Chiếc xe này thì so với cả chiếc xe đến từ Sài Gòn thì chúng ta có thể nhìn thấy cũng đã được trang bị thêm đó là ốp bậc lên xuống mạ chrome,
rồi là thảm trải sàn 6D giúp cho tăng vẻ sang trọng này, rồi được sự vệ sinh của chúng ta với chiếc xe này cũng dễ dàng hơn. Còn hai chiếc xe mà chúng tôi đang giới thiệu với quý anh chị trong ngày hôm nay thì các chi tiết như bộ ghế da, tay lái và hệ thống màn hình DVD thì tất cả các chi tiết này vẫn còn là nguyên bản theo xe. Với những chiếc xe Total Legender thì được trang bị đó là tay lái bọc da, ốp gỗ, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, có lẫy chuyển số trên vô lăng, cruise control. Bản màn hình thì đã là màn hình DVD và đây là màn hình nguyên bản theo xe, có tích hợp bản đồ vệ tinh dẫn đường, hệ thống điều hòa tự động, hai dàn lạnh độc lập và có cửa gió tới từng vị trí ghế ngồi, giúp cho không gian của chiếc xe trở nên là thoáng đãng, đặc biệt là chúng ta di chuyển vào mùa hè. Như vậy, chúng ta vừa đến với không gian nội thất của một chiếc xe sản xuất năm 2021 mang biển tỉnh. Chiếc xe này thì có sự chăm chút hơn một chút và có được là trang bị thêm một vài option. Còn với chiếc xe đến từ Sài Gòn thì các chi tiết nội thất ở bên trong vẫn còn là nguyên bản theo xe. Và hai chiếc xe này thì đều được bán ra tại showroom của chúng tôi ô tô với những cam kết, đó chính là động cơ, hộp số thì là nguyên bản, chưa tháo dỡ cũng như là chưa đại tu. Cam kết về chất lượng đó, chiếc xe không đâm đụng, ảnh hưởng đến kết cấu, không gầm chassis, không ngầm nước. Và về giấy tờ đó, chiếc xe minh bạch, không cầm cố, không thế chấp và thậm chí là không còn nguội. Ngoài ra thì quý anh chị hoàn toàn có thể linh hoạt sử dụng các hình thức thanh toán. Anh chị có thể sẽ chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 30% giá trị giao dịch. Với hai chiếc xe này đâu đó anh chị sẽ chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng tầm là 350 triệu đến khoảng tầm 380 triệu là chúng ta đã có thể sở hữu cho mình một trong hai chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản Legender số tự động một cầu sản xuất năm 2021 đang được chào bán tại showroom của Trung Thực Auto. Và Trung Thực Auto đang chào bán chiếc xe đến từ Sài Gòn với số km lăn bánh là 2,8 vạn với mức giá bán muốn là 1 tỷ 135 triệu và 1 tỷ 120 triệu, đó chính là mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với một chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản Legender đến từ tỉnh và lăn bánh được là 3,3 vạn. Rất hy vọng sẽ được chào đón quý anh chị tới tham quan showroom và lái thử trải nghiệm hai chiếc xe Toyota Fortuner đang được giới thiệu trong khuôn khổ video ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã tới với video giới thiệu báo giá những mẫu xe gầm cao đã qua sử dụng của Trung Thực Auto. Và xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những lần giới thiệu và chào bán xe tiếp theo.